Kết quả bốc thăm mà ban tổ chức SEA Games công bố trong ngày 6 tháng 11 đã thực sự gây bất ngờ với Liên đoàn bóng đá Philippines. Trang tin Finstar trích dẫn khẳng định của ông Nonong Araneta, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Philippines, và ông Jeff Tamayo, trưởng đoàn thể thao Philippines, về việc đội tuyển U23 nước này không tham dự SEA Games. "Chúng tôi không cử đội tuyển U23 dự SEA Games và cũng đã thông báo bằng văn bản đến với ban tổ chức. Có thể có sự nhầm lẫn nào ở đây, hoặc ban tổ chức chưa nhận được thông báo nên vẫn điền tên U23 Philippines vào danh sách bốc thăm." Việc U23 Philippines không tham dự SEA Games khiến môn bóng đá nam tại SEA Games 27 chỉ còn 10 đội bóng tham dự và gây ra nhiều xáo trộn về lịch thi đấu ở bảng A. Theo đó, bảng đấu này chỉ còn lại 5 đội là U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Singapore, U23 Lào và U23 Brunei. Toàn bộ lịch thi đấu cũng đã được điều chỉnh lại và dù không phải thi đấu 5 trận như trước đó, song bất lợi rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc là sẽ phải gặp hai đối thủ mạnh nhất bảng A là U23 Malaysia và U23 Singapore ở hai trận đầu tiên.